Hello và xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại tới channel của mình. Thì mình là Tín ở Tagami đây. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm cái video về Mini World sinh tồn núi lửa nha mọi người. Ok, trước khi về video mọi người đừng quên để lại cho mình một like, một chia sẻ và đừng quên đăng ký channel của mình để ủng hộ mình nha. Thì ok mọi người, hiện tại thì mình mới cập nhập cái phiên bản 1.0.5.0 gì đó. Thì sao cái nhân vật mình khi mình có mang giáp này nó không có hiện được cái bộ giáp của mình, chắc là nó mới cập nhập nên nó bị một lỗi một vài thứ đó mọi người, khá là kỳ lạ luôn. Và ok thì trong tập trước đó mọi người, mình đã xuống bên địa ngục, xuống bên hành tinh lửa, mình đã chế tạo được một bộ giáp kim cương và cường hóa đó. Và trong tập hôm nay mình sẽ dự định là sẽ đi đánh cái em boss bắt thần rắn nha mọi người đó, để kiếm được cái hạt giống cây thần. Và bây giờ mình đang tìm cái pha lê màu xanh nước biển đâu ta, hồi bữa mình có đào được 9 cái, mình quăng ở đâu, à đây rồi đó, hồi bữa mình có đào được 9 cái ở trong cái rừng mưa đó mọi người. Và bây giờ mình sẽ chế tạo thành cái cục này nha mọi người. Cái cục đây gọi là cái cục để triệu hồi các em, ủa đâu phải cục này chứ để triệu hồi các em bắt thần rắn. Và chúng ta cần 9 đồng. Vậy đây rồi, mình có được khoảng 11 đồng luôn. Và bây giờ mình sẽ chế tạo một cái đó để đồ để triệu hồi luôn. Easy easy luôn. Và bây giờ mình sẽ cắt hết cái đồng này phô. Ok, sao mình còn sao cái máu, thanh máu của mình nó chạy nó hơi bị lắc luôn kìa mọi người. Thanh máu của mình mọi người có để ở không, sao nó 96 mà nó ở tích list ở phía bên dưới khá là kỳ lạ luôn. Và bây giờ mình sẽ còn mang gì nữa không ta? Chắc như vậy là đủ rồi đúng không mọi người? Ok, như vậy là ổn áp rồi đó. Để bây giờ mình lấy hết mấy cái viên vàng hồi bữa mình có nung ra luôn. Ở đây có đá điện nữa nè. Ok, thì mình sẽ cắt hết vô cái rương luôn. Ok, như vậy là ổn rồi đúng không? Rồi, và bây giờ mình sẽ trong thời gian nhớ tập mọi người, mình có đi kiếm một cái đền thờ thằng rắn ở phía bên kia kìa mọi người. Nói chung là mình đi kiếm cũng không khá là gần, không xa lắm. Để bây giờ mình chế tạo một vài thức ăn đi. Mình chế tạo nung cái lúa mì lên đi. Đó, nung mấy cái lúa mì để chế tạo bánh mì á mọi người. Ok. Mình sẽ chế tạo bao nhiêu cái ta? 15 cái đi. Và bây giờ mình sẽ cho nung lên. Mình sẽ lấy cái đuốc. Mình còn cái đuốc không ta? Đây là rồi, có 19 cái luôn. Và đây, mình sẽ nấu cái bánh mì lên. Rồi, được chưa? Ok, và chọn cái bánh mì. Và mình sẽ nung khoảng 20 cái đi. Đây rồi, mình sẽ nấu bánh mì nha mọi người. Đó, tạo ra mấy cái bột này. Và từ bột đó chúng ta mới có được bánh mì. Nhưng mà mình phải chờ cái đó nó nấu rồi mọi người. Sẵn tiện thì mình sẽ nâng cấp lên cái nồi lớn hơn luôn mọi người. Cái nồi to to hơn. Cái nồi hai tầng siêu to khổng lồ. Và đây, mình sẽ nung lên này luôn. Và nấu bánh mì luôn nha mọi người. Cái đuốc của mình đâu? Đây rồi, và nấu bánh mì luôn. Ok, mình đang chờ cho nó nấu nè mọi người. Và mình sẽ lấy bánh mì ra. Ok, được 5 ổ bánh mì rồi. Thế là xịn sò, thì lấy bánh mì chúng ta sẽ được hồi thể lực đó mọi người. Đó, và lấy để sẵn tiện ăn trên đường luôn. Rồi, và bây giờ mình sẽ đợi một tí xíu để nó nấu xong. Và mình sẽ đi qua bên cái em boss để triệu hồi em boss ra và đánh nha mọi người. Và mình nghĩ là với cái bộ giáp siêu khủng khiếp này thì với cái kiếm siêu mạnh này thì chắc em boss chỉ là gọi là yếu nhớt đối với mình thôi, không có tuổi của mình luôn mọi người. Ok, cái này cũng đã nấu xong rồi nè. Và cái này là miếng cuối cùng. Ok, và bây giờ mình sẽ chạy qua bên cái chỗ em boss nha. Thì mình nhớ là mình đi theo hướng này hay sao á. Rồi, và bây giờ mình sẽ chạy nhanh qua một phát luôn. Đi theo hướng này đúng không ta? Đúng rồi, bây giờ mình sẽ chạy qua bên đó xíu nha mọi người. Đây rồi mọi người. Rồi, mình đã gặp được cái ngôi đền để triệu hồi em boss rồi nè. Và ở cái ngôi đền này thì chúng ta có một cái đồ để triệu hồi, một cái đầu để triệu hồi nè. Ok, nhưng mà trước đó mình sẽ đi đào xuống phía dưới để mình lấy cái khối titan này luôn. Và ok, và mình sẽ lấy ba khối. Có khối gì nữa đây? Thôi, có khối gì số 55 nè. Ok, rồi mình bị hiệu ứng gì kỳ lạ rồi. Ok, mình đang bị hiệu ứng gì đó mọi người. Ok, cái khối gì vậy? Ok, sao tự nhiên mình thấy mình to hơn hay sao á? Từ, mình đang bị hiệu ứng gì đó mọi người, khá là kỳ lạ luôn. Từ, để mình xem thử mình đang bị hiệu ứng gì đã. Ok mọi người, hiện tại mình đang bị một cái hiệu ứng là làm cho tất cả các thiệt hại do nhân vật gây ra thì cộng thêm 30% lên sức mạnh cái tác dụng này mọi người. Sức mạnh có tên là sức mạnh của ánh sáng, tăng khối lượng toàn bộ cơ thể của nhân vật lên 50%, tăng tốc độ của cơ bản của nhân vật lên 30%, tăng tốc độ khai thác lên 50%, tùm lum tùm la hết. Và ok, và có một cái hiệu ứng gọi là hiệu ứng màu đỏ là sức mạnh của ánh sáng đang làm mát. Sức mạnh của ánh sáng quá mạnh và cơ thể của con người không thể chịu đựng quá nhiều trong một khoảng thời gian ngắn. Tại sao mình cũng không có hiểu rõ nữa mọi người. Và ok, và tiền từ hình như trời cũng bắt đầu tối rồi sao á. Đúng rồi, và bây giờ mình sẽ đi ngủ một tí xíu nè.
À, đi ngủ một tí xíu đi. Và hình như mình to lớn hơn hồi sáng đó mọi người. Nhìn khá là kỳ lạ luôn. Và bây giờ mình sẽ xem thử. Ui, mình trông khá là khổng lồ luôn. Nhìn khá là buồn cười nè. Cái này mọi người nhìn nhìn mình khá là buồn cười luôn. Phát sáng nữa chứ. Nhìn buồn cười thật sự. Ok, mình sẽ cầm thanh kiếm shooter khổng lồ của mình lên. Nhìn phát sáng khá là buồn cười luôn đó mọi người. Ui, nhìn to 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 khá là hài hước luôn. Ok, như là chuẩn bị sắp hết cái hiệu ứng đó rồi á. Và sẽ thoát ra và còn 20 mấy giây nữa thôi. Và có một cái khối gì nhìn khá là buồn cười luôn á. Nè, cái khối gì nhìn lạ thực sự mọi người. Khối có chữ H. Nhìn hình như một, nhìn chả biết cái gọi là cái kiến trúc gì nữa. Rồi bây giờ mình sẽ đập ra nha. Ok, mang vô lại. Rồi chuẩn bị hết cái hiệu ứng phóng to rồi. Đó, mình sẽ để trở lại nhỏ bé bình thường rồi mọi người. Ok, và bây giờ mình sẽ chịu hỏi mod thôi. Và mọi người biết cái khối đó là khối gì không? Và mọi người biết cái hình như đó là những thứ ở trong bản cập nhật mới sao mọi người? Mới cập nhật phiên bản mới, hình như nó có mấy cái thứ đó đó. Và ok, để bây giờ mình sẽ chịu hỏi em đó này. À, chịu hỏi em rắn nha mọi người. Ủa sao cái này nó tự nhiên nó ngược hướng rồi. Và ok, 1, 2, 3. Rồi, chịu hỏi em thằng rắn. Chịu hỏi cái đền thờ đâu ta? Ở đây, 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 trước mặt mình. Rồi, và cái đền thờ đang được xây lên nè mọi người. Rồi, để bây giờ mình chạy qua đó cho mọi người xem nha. Đó, nó sẽ hơi là gọi là lắc 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 một tí xíu thôi chứ không có lắc nhiều. Đâu ta, đâu ta? Bị che bởi mấy cái cây này rồi, nhìn khó chịu quá. Ở đó, nó bắt đầu xây lên phía trên rồi. À, ok, để bây giờ mình sẽ ở trên đây có một cái khối vàng này. Để bây giờ mình có cái block gì để mình bắt lên không? Ok, bắt cái block này lên đi. Rồi, bắt cái block này lên luôn đi. Ok, ở trên này thì sẽ... Ủa? Cái khối gì đây? Mình tưởng là khối vàng ở kia. Không phải là khối vàng, hình như là chỉ là khối len hay sao á. Mình tưởng là khối vàng. Ui, và cái đây có cái quả kính gì. Ui, quả kính này mình sử dụng được không? À, không được. Quả kính này mình chưa mở khó. Ok, bây giờ mình sẽ đi vô mình đánh boss nha mọi người. Đánh boss xong thì mình sẽ chôm hết đồ trong này luôn. Đó, ở trong này khá là nhiều khoáng sản xịn sò luôn. Và bên kia còn có cả ngọc lục bảo nữa. Và ok, sao tự nhiên mình nhảy lên cao quá rồi. Ở dưới này có đường đi không? Nhưng mình đi nhầm hướng rồi mọi người. Như đi xuống phía dưới đi. Ở đây đây, chỗ đây, chỗ đi vào là chỗ này nè mọi người. Và ok, để bây giờ mình sẽ lắp lại bằng cái đây, cái slab này. Ok, tiến tới đánh con boss mọi người. Chuẩn bị đồ đạc đầy đủ chưa? Ok, đầy đủ rồi đó. Và ở kìa, sao lại có em quái vật ở đây? Rồi đấy, em thần rắn này mọi người. Em thần rắn này, ok, với cái kiếm của mình thì mình không có sợ gì em thần rắn đâu mọi người. Ok, xem nó bay lên kia rồi. Ấy rồi, đó, mình bộ giáp với cái kiếm này khá là mạnh luôn. Đó, mình đánh em này chịu không nổi luôn mà. Và ok, chúng ta sẽ có được 12 long. Ok, này thì đánh với một cái viên ngọc màu tím gì đó. Và ok, có hạt giống của cây thần rồi nè mọi người. Đây, chính là hạt giống của cây thần. Đó, nhìn rất là xịn sò luôn. Hạt giống cây thần, và tí nữa mình sẽ về mình trồng nha. Và ủa, như thế là mình đã đánh bại boss thần rắn rồi, nhanh thật sự luôn á. Ok, nhanh thật sự. Và ok, bây giờ mình sẽ thu thập mấy cái này luôn. Thu thập mấy cái viên đá màu xanh xanh này luôn. Và mình sẽ ở ở phía sau này thì chúng ta có mũi tên nè. Ok, ngại gì mà không lấy mọi người. Đó, nó cho free thì mình lượm thôi. Rồi, và ok, sao anh kia ngồi cái tướng thì nhìn kỳ cục vậy? Em quá nhân kia ngồi cái tướng nhìn kỳ cục thật sự. Và ở đây thì chúng ta sẽ có thêm thêm hai cái cục ở hai cái khối hiến tế hay sao á. Rồi, để bây giờ mình sẽ nhảy lên đó mình lấy hai cái khối hiến tế này luôn. Đây là khối hiến tế bằng ngọc lục bảo, ngọc đá lam. Rồi, và mình sẽ lấy hết hai cái này về. Rồi, xịn sao xịn sọc thì sao. Và bây giờ mình sẽ qua bên này luôn. Qua bên đây, đây có quả bom, trái bom này, đập cái đó ra luôn, không để nổ banh xác luôn mọi người. Và mình sẽ lấy mấy cái mũi tên ở đằng sau này luôn. Ủa, ở cái này không có mũi tên nè, nhìn kỳ cục vậy, đừng có mũi tên chứ. Rồi, ok, nhưng không có thì thôi. Mình sẽ đi vòng vòng xung quanh coi thử có gì để mình lấy không. Tại có cái quả bom này thì mình phải thu thập, không là mình lỡ dậm vào là nó nổ bên sát là xỉu luôn mọi người. Và ok, hình như là hết rồi đó mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi lên từ 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 nha. Rồi, đi theo cái hướng nào ta? Bắt đầu từ cái hướng này đi. Đó, bắt đầu từ hướng này để mình đập cái thanh gỗ ra đã. Rồi, và đặt cái này lại đi. Đó, đặt cái này lại. Ok, và bây giờ mình sẽ đi vô cái chỗ này nha. Cái chỗ này là hình như lăng mộ à.
lăng mộ của em thần rắn hay em thần gì đó. Rồi và bây giờ mình sẽ đập mấy thanh cục đá này ra luôn. Và chúng ta có một cái block gì nhìn khá là đẹp luôn. Rồi và bây giờ mình sẽ bắt qua đó nha mọi người. Rồi bắt qua bên này một tí. Và đây là một cái lăng mộ hay sao mọi người, nhìn khá là giống luôn á. Và ở đây chúng ta có gì? Có bình ho à. Cái bình ho này mình sử dụng được không? Ui không được, khá là tiếc. Rồi và ở đây sẽ có, chúng ta sẽ có ngọc lục bảo. Ok à, được 2 viên. Ui và ở dưới là có cái rương này. Xịn sò xịn sò. Và cái rương chúng ta có kim cương. Ok xịn luôn mọi người. Chúng mình sẽ bỏ một vài thứ vô trong đi, một vài thứ không cần thiết. Cái lá này, cây mía này, cái bột này cũng không cần tới. Thay và bây giờ mình sẽ ok như vậy là ổn rồi đó. Và chúng ta đã có 2 cục ngọc emerald rồi mọi người. Xịn chưa xịn chưa. Và mình sẽ nghĩ coi thử, hình như là hết rồi. Ui ở bên kia có cái đầu gì nè. Ok cái đầu này là cái đầu gì vậy mọi người. Rồi và chắc bây giờ mình sẽ nhảy xuống đây một phát. Ok và mình sẽ đi qua bên cái khu này. Cái khu này không, nhưng mình đi qua không được à. Từ từ, hướng này. Và bây giờ mình sẽ lấy một vài block đá đi. Mình xuống dưới mình lấy một vài block đá để mình bắt, để mình đi lên. Chứ hiện tại mình không có block mọi người. Mình không có block nào để mình bắt cầu đi qua hết. Mình sẽ lấy một vài block đá ở chỗ này một phát. Rồi được chưa, được chưa. 11, 12 cái là được rồi. Và mình sẽ nhảy qua đây lại. Rồi, và mình sẽ bắt qua cái chỗ này. Chứ hình như cái chỗ này là cái chỗ để trồng cây hay sao á. Cái khu vườn của lăng mộ, cái hình như đó là gọi là cái lăng mộ đúng không ta. Chúng ta được những cái thứ, chúng ta có vàng này và một vài cái loại ho gì đó. Và dưới đây chúng ta có thêm vàng. Ok đào luôn. Dưới đây có thêm một đống vàng, khá là nhiều vàng và đá điện. Nhưng mà đá điện hiện tại thì mình có khá là nhiều rồi, mình không cần đâu. Và dưới đây có gì nữa không? Ok hết rồi đó mọi người. Và dưới đây chỉ có đá điện và vàng thôi. Và mình sẽ ở đây có cái rương này, từ qua chơm cái rương này luôn, nhảy qua bắt cua qua. Và ở đây thì sẽ có mũi tên và một cái giáo. Và cái cục đây là cục gì á mọi người? Mọi người biết cục đây là cục gì không? Ô cái này nhìn khá là kỳ lạ luôn. Hình như là cái cục đó mình đặt vô mình có thể triệu hồi lần nữa hay sao ta. Mình cũng chả biết nữa mọi người. Vài bữa mình thử, nếu có đặt vô thì mình triệu hồi thử lần nữa có được hay không. Và ở đây có thêm cái rương nữa nè. Đây rồi. Phải được gì? Tia laser à? Mũi tên laser thì rất là buồn cười luôn. Và còn nữa không? Còn nữa không? Ở cái chỗ này thì có khá là nhiều khoáng sản luôn mọi người. Và ở bên này là có một cái này nè. Để mình lên hướng này. Ở cái này không có gì à. Rồi và bây giờ mình sẽ nhảy lên hướng này và bắt block đi qua. Ủa? Cái chỗ này mình lấy cho ta? Cái chỗ này mình lấy cho ta? Mình cũng chả nhớ nữa mọi người. Nhưng mình chưa lấy cái chỗ này. Rồi và bây giờ mình sẽ bắt block đi qua đi. Hy vọng là mình chưa lấy chỗ này nha. Đây. Rồi bắt block đi lên luôn. Nhảy qua một phát. Và cái chỗ này mình chưa lấy đúng rồi. Nhưng mà mình nghĩ trong này thì cũng có vàng ở phía dưới thôi. Đó, cũng có vàng ở phía dưới và chả có gì mới lạ hết mọi người. Ok. Và mình cần có kim cương không ta? Không biết ở đây có kim cương không nữa. Hình như phải đi lên trên, phía trên cao kia ghẹo mới có được kim cương nè mọi người. Như là vậy. Và bây giờ mình sẽ, đây là một cái chỗ để bắt cua nè. Đó, ok, bắt cua lên được luôn. Xin sao luôn. Và bên này thì, ở chính giữa thì chúng ta có hai cái rương. Và bên này thì có, ui ở chỗ này có cái rương này. Chỗ này có khá là nhiều thứ luôn á. Nhưng mà chắc vài bữa mình đi khám phá tiếp mọi người, chứ hôm nay mình khám phá sơ thôi, cứ không có khám phá nhiều. Để mình lấy cái block chỗ này mình đặt xuống đi. Ok, đi lên bình thường thôi. Và ở đây chúng ta sẽ có mấy cái đồ linh tinh. Mấy cái này chúng ta sẽ có cái này là gì đây? Hoa tây. Và mấy cái xô nước tùm lum tùm la thôi, mình không cần sử dụng tới. Và cà rốt cái thứ này. Ở trên này thì chúng ta có cái cục này thì mình cũng không cần đào mọi người. Mình cần đào khoáng sản xịn sò con bò cơ. Và hết rồi đó. Chả có gì gọi là mới lạ hết. Mình sẽ bắt qua đây lại. Rồi. Và bây giờ mình sẽ vô chính giữa. Chính giữa có hai cái rương to to kìa. Để mình bắt qua thử. Ok xịn sò luôn. Đó. Ui. Và có một cái mũ kim cương. Ôi xịn sò. Và cũng một số đồ linh tinh. Rồi. Bên này có gì không? Bên này chả có gì hết mọi người. Và mình sẽ nghĩ xem là, ui cái này có một cái bẫy nè, phải cẩn thận. Rồi ok, được rồi đó. Và hết rồi chưa?
Bên này thì chúng ta là có một cái chỗ nuôi trồng hay sao á. Và mình xem thử. Còn cái chỗ này đi lên nữa không? Hình như ta mình còn có thể đi lên bên kia nữa, phía còn ở phía trên nữa mọi người, khá là nhiều chỗ để đi lên luôn. Và để bây giờ mình xem thử bắt cua lên được không. Ôi không được không được mọi người, không có chỗ này để lên nữa rồi, mình phải bắt block đi lên hay sao ấy. Hình như vậy rồi đó mọi người. Ui trời ơi, té cái chạch xuống luôn. Hình như bắt block đi lên phía trên thì mới có được cái có được kim cương. Và bây giờ mình sẽ đi ngủ, trời tối rồi mọi người, đi ngủ một tí xíu luôn. Và hình như là ở phía trên cùng thì sẽ có một vài cái thứ mới lạ, một cái cổ máy dự báo thời tiết hay sao á. Để bây giờ mình ra ngoài mình xem thử. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có một cái hai cái đồ dự báo thời tiết và mình chả biết cách sử dụng nữa. Ok, mình cứ đem về nhà lấy về trang trí mọi người. Có free mã của đồ của chùa thì mình về mình chơm thôi. Rồi và bây giờ hình như là hết rồi á. Và mình mới thấy ở chỗ này có một cái chỗ để mình lấy đồ nữa nè. Nhưng mà bây giờ mình cũng chưa cần đâu, bởi vì bây giờ mình nhiều khoáng sản mà. Trong thời gian tập mình sẽ cố gắng qua đây mình vét hết đồ luôn nha. Còn bây giờ thì mình tạm thời mình về nhà mình cắt đồ một tí đi. Và mình test thử cái máy trao đổi này có cái gì xịn sò không nha. Và ok, để bây giờ mình chạy về một tí luôn coi thử cái máy trao đổi đó có gì hot không. Rồi ok, và mình sẽ sẵn tiện thì sẵn tiện thì mình sẽ đi trồng cái gì đấy, mình đi trồng cái cây hạt giống củ thần, hạt giống thân cây thần đó mọi người, để có thử chờ xem thử nó lớn ra như thế nào nha mọi người. Còn bây giờ mình sẽ chạy về một tí xíu nha. Ok mọi người, thì mình đã về tới nhà rồi, và bây giờ mình sẽ đi vô trong mình cắt đồ một xíu và lấy đồ ra xem thử cái mình xem thử cái mấy cái máy trao đổi này, mấy cái đền trao đổi này có gì hấp dẫn không nha. Và bây giờ mình sẽ cất một vài thứ vô. Chúng ta có ngọc lục ngọc ngọc đá lam này, đá lam ở đây, ngọc đá đây là ngọc gì ta, ngọc lục bảo à. Ô, cái này mình quên, đá khủng tước à, không mình cũng chả nhớ đá này tên gì nữa, đá màu xanh xanh tên gì nữa. Rồi và bây giờ mình sẽ cắt vài thứ vô nha. Ok, và như thế là ổn rồi đó mọi người. Và bây giờ mình sẽ lấy mấy cái viên ngọc đá lục bảo, hình như đây mình chả biết đó gọi là đá gì nữa. Và hình như là có thể trao đổi bằng kim cương nữa mọi người. Để mình sẽ lấy thêm một ít viên kim cương, ba viên kim cương nữa đi. Và ủa, hình như là nãy đánh boss thì chúng ta sẽ rơi ra được kim cương thì phải. Nhưng mà nãy mình không có được khối kim cương nào hết. Ok, thế là kỳ lạ luôn. Hình như nó bị cháy mất rồi đúng không ta? Rồi xong luôn, mình bị đánh mất kim cương rồi. Ok, mất tự nhiên mất hai khối kim cương luôn. Cay thực sự, chắc là bị mất hay sao á. Ui, cay cay quá đi. Và ok, mình sẽ nhận cái thành tựu này một phát đã. Đó, nhận cái thành tựu đánh bại rắn thần này một phát. Và ok, và bây giờ mình sẽ kiếm một cái chỗ nào đó để xây, để trồng cái cây thần này lên nha. Mình sẽ đặt ở đâu đây ta? Hiện tại thì mình đặt ở bên này à, đặt ở phía này à. Ok, nhưng có vẻ hợp lý đó mọi người. Và bây giờ mình sẽ lấy một cái xô, chứ mình quên lấy cái xô. Thì cây thần phải được trồng ở chỗ cái nước ẩm đó mọi người, thì nó mới cái mọc được hay sao á. Cái nước mà cái đất mà nó có tốt, nó được thấm như thế này nè, cái đất màu nâu nâu như thế này nè, thì nó mới mọc ra được hay sao á. Và bây giờ mình sẽ chọn một cái vị trí thích hợp, chọn ở đây đi, đó, chỗ này này hợp lý này, và đặt một xuống là cái xô nước. Rồi và bên cạnh là mình sẽ cuốc cái đất này lên đó, và mình sẽ đặt cái mình sẽ chờ cái này nó đổi màu đó mọi người, xong mình mới có thể trồng được. Và bây giờ mình sẽ test thử cái máy hiến tế này sẽ ra như thế nào nha. Và cái này thì chúng ta cho hiến tế kim cương này, để bây giờ mình bỏ kim cương vô thử. Đây ok, và được cái gì đây, test mấy cái cỗ máy hiến tế này luôn, và được hai cuộn giấy kìa, chả có gì hợp lý hết, chả có gì là lời hết, hơi bị lỗ rồi đó. Thêm một viên nữa đi, được một cộng lông của con rắn em rắn thần, và khá là lỗ rồi đó mọi người. Và bạch cho bơm kìa, chả có gì hợp lý hết, khá là lỗ luôn. Và bây giờ mình sẽ đặt lại thành là cái emerald nha. Ồ, cái này là cái đá màu gì đó chả biết nữa. Và mình sẽ đặt lại nữa, đặt thành khi nào có cái đây ngọc, cái ngọc màu đá 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 lam này, đá màu xanh này. Rồi phải đặt xuống, được cái gì đấy. Ok, cái này để ok, được cái gì á.
À, được quảng đồng hóa rồi. Ôi giời ơi, và cái này cũng đã gọi là đã thấm nước rồi, bây giờ mình sẽ trồng lên nha. Ok, và tiếp tục test thử cái này luôn nha mọi người. Test thử luôn và được cái gì không. Mình thấy là nãy giờ mình hơi bị lừa đó. Ok, đây là một cái mảnh của cổng lòng đất nè, ba cái. Ok rồi, và bấm một phát và được cái gì. Thêm cái gì nữa đây. Mình thấy nãy giờ là khá là lỗ, được một cái yên cưỡi. Ok, mình đâu cần đâu, thêm một lần nữa đi. Cái trò này hơi nghiện mọi người, cái trò gọi là hên xui may rủi hơi bị nghiện. Ủa nhưng nãy giờ mình thấy khá là lỗ nha. Và được cái gì. Ui, được cái mũi khoan kim cương nè. Ok, cái đó cũng từ từ, cái đó là lời một tí rồi đó. Rồi được một cái mũi khoan kim cương xịn sò của mò luôn, lại được cái đồng quặng đồng hổ rách. Cái thật sự có phải quặng đồng hổ rách không ta, hình như là vậy. Ui, được cái đá màu đen và thêm đi, thì sẽ thêm đá lần cuối nha và hy vọng được đồ ngon. Ok, được có yên cưỡi, ghét thật sự. Mấy cái này, cái đồ hiến tế này chơi khá là lỗ luôn. Ô, nó lớn rồi kìa mọi người, lớn lên tí xíu rồi kìa. Ồ, và mình nghĩ nó sẽ lớn nhanh lên thôi. Chắc là khoảng vài phút nó sẽ lớn thôi. Và ok, để bây giờ mình cất vô vô nhà, mình cất vài thứ đồ linh tinh đi. Mấy cái ngọc này, mấy cái yên cưỡi này, có cái là nhiều luôn. Quả trái bơm nữa nè, giấy tùm la hết. Mình sẽ cất hết vô trong nha mọi người. Ok, nó đã bắt đầu, cái cây thần của mình lớn rồi kìa. Đó, chỉ với 1 2 phút thôi, mọi người trồng đúng cách đó mọi người thì nó sẽ lớn nhanh thôi. Và nó bị may quá nó chưa có, nó không có dính cái cây này đó. Cây thần chúng ta bắt đầu đã lớn rồi mọi người, nó nhìn xịn xò thật sự. Ok, chắc bây giờ mình sẽ kết thúc tập này tại đây nha mọi người. Nếu mọi người thấy video này hay thì mọi người đừng quên để lại cho mình một like, một chia sẻ, và đừng quên đăng ký channel của mình để ủng hộ mình nhé. Ok, tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau nha. Bye.